con. Chúc cháu lớn ra. Thank you.
Việc nhận Thiên Chúa trên
sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời. Oh,
chung cùng Chúa. Biết tôi ăn sợ chẳng lời, hồn tôi Chúa cho quyền dư. Bạn điều nào hay cùng vui, Chúa đã cứu tôi. Tại điều đó sợ, tại điều đó sợ. Tôi đến tìm Chúa, người thương nắng tại đời tôi, người đã cứu tôi thoát ngục, hiện nghèo giặc khó còn đau. Chúa đã cứu tôi, mọi điều đó sợ, mọi điều đó sợ. Hãy ngừng nhìn Chúa. Bạn không bé hoan hồ, người đã nghe quen giải trừ căn mắt khổ đau. Chúa đã cứu tôi, tại điều đó sợ, tại điều đó sợ. Hãy niềm thương xem tình yêu Chúa bao ngọt ngào, hạnh phúc những ai trong đây được người cứu thoát giải nguy. Chúa đã cứu tôi, tại điều đó sợ, tại điều đó sợ. Thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ngài đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng rao giảng tin mừng, và giờ đây Ngài chỉ còn chờ xuống từ không trên thiên quốc. Mời cộng đoàn lắng nghe lời nhắn nhủ sau cùng của Thánh Phaolô. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô trong Timôthêô. Con thân mến, phần cha đã giải nhiều, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến thắng trong trận chiến trước kia, đã giành đến một lần thì và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha những triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đời người xuất hiện. Nhưng có Chúa phán của họ giúp cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên chọn, và tất cả dân ngoại được nghe dẫn lời, và cha đã thoát được khỏi việc sinh tử. Nguyện cho người được vinh quang vui đời. Amen. Khi ấy Chúa Giêsu đến biển Hà dì các em đi về, và họ đã cùng bè rằng người ta bảo con người là các con ngư, người thì bảo là con tại nhà,
Chúng ta hãy biết là vợ chồng, thì tất cả những điều đó thưa các bạn chị em,
Chúa sẽ chúc lành chúng ta, Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên một Phêrô mới và nên một Phaolô mới. Một hành trình đó chính là hành trình chúng ta sống đức tin và thể hiện đức tin như hai vị thánh của chúng ta đã sống và minh chứng cho niềm tin vào Đức Kitô để rồi chúng ta có thể kết nối với hai ngài bằng biệt khúc mà thánh Phaolô đã khẳng định: khốn cho tôi nếu tôi không đảm bảo tin mừng, và không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em
Thank you.
chúng con cầu xin Ngài đừng đưa đâu chúng con. Một lần nữa chúng con xin chân thành gửi đến quý cha, quý sơ, quý hội đồng phục vụ, quý ban điều hành các giáo họ, quý đoàn thể, các đoàn do anh và cộng đoàn lời cảm ơn sâu sắc của chúng con. Để thể lòng biết ơn, chúng con xin mời quý cha, quý sơ, quý đoàn thể, quý khách mời và cộng đoàn giáo họ quê đô xuống thành lập để cùng được cơn thân mạnh với chúng con. Thank you.
hương nén thập tự và lắng âu lo quy tuân đồ như ngoài đã phải lòng nhân nên các đại quân đưa hàng hoàn thiên quân giờ đây xin cho các ngài nguyện những cầu thay mà đưa chúng ta vào quê trời. Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để sống cho anh chị em đi bình an. Xin các bạn lúc này cả thánh Cha đã xa, lúc Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúng con tha ơn cho người chia qua lương thiên đàng. Chúng con vui mừng vì thánh Phêrô đã được tôn cao quyền trọng như vậy. Chúng con xin cho người làm quan thầy thấy người coi xong tìm giữ những món món đặc đoàn viết chính đàng là đạo thánh mà tin cùng giữ cho vững bền đến ngày sau qua khỏi đời này. Xin thánh Phêrô